Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Be Fluent in a Minute, series giúp tiếng Anh của bạn tiến bộ hơn chỉ với 1 phút mỗi ngày. Như thường lệ, mình là Thiện và cụm từ của ngày hôm nay đó là out of hand. Out of hand có nghĩa là vượt ngoài tầm với hoặc là không còn kiểm soát nữa. Out of hand và out of control. Bạn có thể sử dụng cả hai cụm từ này vì chúng mang nghĩa tương đương nhau. Black tea for lunch, $2. Thai green milk tea, $2. I spent too much money for milk tea this week. I gotta stop drinking it before it gets out of hand. Các bạn lưu ý là khi chúng ta giao tiếp với tổ cụm nhanh ấy, chúng ta sẽ không nói là out of hand mà chúng ta sẽ đọc nối âm out of hand, out of hand, out of hand. Tương tự với out of control, out of control. If you're driving your car and it doesn't have four wheels on the ground, you're totally out of control. Sometimes it feels like my emotions are out of control when I watch romantic movies. Ok, video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi và đừng quên bấm vào nút chuông để có thể theo dõi thêm nhiều video khác nữa trong tương lai nhé.